Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Các bạn thân mến, hôm nay mình giới thiệu với các bạn món thịt kho dừa. Món này được đựng trong bát vỏ dừa, lại ăn cơm trong bát dừa nữa. Mùi dừa trở nên thơm bùi béo rất đặc biệt các bạn ạ. Thời ở Việt Nam thì mình rất là yêu thích món này, nhưng mà sang Tây thì mình không làm bởi vì dừa bên này già. Hiếm hoi lần này làm bởi vì có ông bạn đi Cuba về làm quà cho những quả dừa tươi giói, nước ngọt, cùi non, bánh tẻ. Miếng dừa nó mềm kho với thịt, nước thịt béo nó ngấm vào những miếng dừa. Thịt có thêm dừa thì lại thêm bùi hơn, ăn với cơm trắng dẻo ngon tuyệt các bạn ạ. Mình nhớ còn có món thịt rang dừa có cả tôm nữa, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm thịt kho dừa các bạn nhé. Nguyên liệu là 6 lạng rưỡi thịt ba chỉ và một quả dừa. Thịt ba chỉ này mình mua ở cửa hàng Globus, giá vẫn rẻ, không thấy lên sau lạm phát. Còn quả dừa rất tươi các bạn thấy không, dừa Cuba đấy. Đầu tiên thì mình trần miếng thịt bằng nước sôi, mình dội nước sôi vào bì như này, xong rồi mình cạo cái bì thì nó sẽ trắng hơn. Phần cùi dừa thì mình đã cắt nhỏ và ngắn vừa phải. Xong mình sẽ cắt miếng thịt ra làm đôi để cho nó ngắn, cầm cho nó dễ. Thịt lợn mình mua thì thường hay có cái dấu của kiểm dịch ấy, thì người ta đóng cái dấu lên, thì mình dội nước sôi xong mình cạo thế này cho nó hết. Không có dấu thì mình cũng thường cạo cho nó trắng hơn. Mình thái thịt thành miếng hình con chì hay là hình quân cờ, giống như là thái thịt để kho tàu ấy. Chỗ nào có xương thì mình sẽ lọc xương ra. Mình ướp vào đây 2 thìa cà phê bột nêm và nửa thìa cà phê muối các bạn ạ. Mình không ăn nước mắm nên là mình chỉ ướp như này. Nếu mà các bạn ăn nước mắm thì các bạn phải giảm cái lượng muối hoặc là bột nêm đi. Bây giờ mình sẽ nấu đường để làm thành nước hàng các bạn ạ. Nếu mà các bạn có sẵn nước màu hay là nước hàng rồi thì các bạn ướp luôn vào thịt. Còn mình thì lúc nào mình kho thì lúc đấy mình mới chưng nước hàng. Thì mình lấy 1 thìa rưỡi thìa canh đường, có thể dùng đường đỏ hay là đường trắng cũng được. Cứ đun để cho đường nó cháy lên như thế này một lúc. Khi mà xung quanh nó có hơi hơi một tí viền đen đen ấy thì mình bắt đầu mình nhấc lên được rồi. Bởi vì lúc đấy nồi nó vẫn còn nóng thì đường nó vẫn còn nóng tiếp ở trên nồi, nó vẫn còn cháy. Nếu mà mình không nhấc lúc đấy thì đường nó sẽ cháy đen hơn và nó sẽ bị khói ăn, nó sẽ bị độc. Khi nó đỏ vừa đúng cái độ mình cần rồi thì mình sẽ vắt chanh vào. Cái cách vắt chanh là cách riêng của mình, bởi vì mình cảm thấy là vắt chanh vào thì nó nước hàng nó không bị đắng. Sau mình sẽ cho khoảng 100ml nước sôi các bạn ạ. Nước hàng bây giờ màu rất là vừa đỏ rồi thì bây giờ mình cho dừa vào trước để mình nhuộm cái dừa cho màu nó lên màu một chút. Cho dừa một lúc rồi thì bây giờ mình sẽ cho thịt vào các bạn ạ.
Thịt dừa đã sôi được một lúc rồi thì bây giờ mình sẽ bật bếp nhỏ các bạn ạ. Mình bật nhỏ hết cỡ. Lúc này thịt đã dừ rồi và miếng dừa cũng mềm hơn các bạn ạ. Thì mình bỏ nước thịt ra một cái bát riêng để có thể lấy nước đó chấm rau luộc. Thịt thì mình đảo thêm một tí để nó tuy dừ nhưng mà cũng hơi săn một chút và dừa nó thơm hơn. Mùi dừa bây giờ thơm rất là quyến rũ các bạn ạ. Mình sẽ gắp thịt dừa ra một cái bát vỏ dừa đơn sơ và xinh xắn. Và bây giờ món thịt kho dừa đã hoàn thành. Thành quả là gì? Thịt thơm mùi dừa, dừa ngấm vị béo của thịt. Mình rất là thích ăn dừa hơn thịt bởi vì là dừa thơm mềm và rất là bùi. Ở món này thì quả dừa ngon, bánh tẻ đã đóng góp phần quan trọng nhất vì nếu dừa già thì ăn bã và rất là khô. Chúng ta đã có cơm thịt dừa bùi ngon. Các bạn hãy làm món ưa thích cho gia đình thưởng thức nhé. Nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình phát triển kênh nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau và chào các bạn.